私は、えー、今年の春に日本に行くつもりがありますがコロナウイルスがあるからえっといけませんえー、先生分なじいね先生が言ったのは皆さんえー、かったご視聴ありとうございまし日本に行くつもりがあります。つもりつもりなじいねおーいねお待ちしており học bài 32 lại cùng với cả Sensei nhé Hãy mẹ dạo, konnichiwa, rima Tôi chào mọi người, lại là, là mình đây, lại là Liêm đây Kyo wa, eto, minna no dai san ka o Mình shimasu Ok, và ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 32 Trong quyển giáo trình Miano Niu Ngo 2 ở Đây là một quyển giáo trình dù cũ nhưng khá là hay Để dạo Ờ, xa, mình kêu shimasu Rồi, cùng học nào Ok, ikimasu, 1 một nào ờ và bây giờ thì CC đã bổ sung thêm cho các bạn đó là phần Kotoba phần từ vựng để chưa? Đây là ở ừ, đây là goi, goi từ vựng nhá. để chưa? Ichiban, từ đầu tiên nào. Đây là những từ khá là quan trọng mà các bạn cần phải ghi nhớ nhá. Voi sai rồi khi mà chúng ta còn bé ai những cái này thì các bạn quá thân thuộc rồi đúng không ạ? Các bạn biết đây là gì không nhỉ? Đây là e Nyugaku đúng không ạ? Nyugaku Shiki để cái lễ nhập học đúng không? Ạ? Và nhập học là Nyugaku đúng ạ? New ga cự nhập học. Ok. Hai là ờ ừ, chúng ta có nhập học đúng không ạ? Nhập học là bắt đầu kiểu như bắt đầu khai giảng ấy. Nó hơi giống cái từ khai giảng của chúng ta đúng không? Ờ và các bạn thấy không? nếu cho có khai giảng thì chúng ta sẽ có tốt nghiệp đúng không ạ? Tốt nghiệp là gì nhỉ? Ờ à, là xuất sư kiểu xuất sư kiểu được chưa? Ờ, anh -so ấy là kiểu nên đại các cô xuất sư kiểu Câu này nghĩa gì nhỉ? Thì được không? Ờ, anh trai tôi thì đã tốt nghiệp đại học vào năm ngoái. Ba nào? Eh, kyūkei shimasu. Kyūkei, kyūkei là gì nhỉ? Kyūkei là nghỉ giải lao nhá. Nó không phải là không không phải là nghỉ kiểu hết giờ nữa. Nếu hết giờ ấy thì các bạn gọi là owari, owarimasu ấy. Là kết thúc đúng không? Xong kết thúc đúng không? Còn kyūkei thì ơ, ờ, buổi sáng 8 giờ 8 giờ 8 giờ から10時まで勉強し Kiểu kế sĩ tế Tô mà Bê nè Vậy đi Cái khoảng nghỉ từ 10 giờ đến 10h15 Thì đây nó gọi là kiểu kế Được chứ ạ Kiểu nghỉ giải lao Chứ Chốt tổ Ờ Bởi vì là mệt nên là Nghỉ giải lao một chút nào Đúng không ạ Mát rô Đúng không ạ Giống băng Bốn nào Ờ Các bạn thấy rằng À đây là một tờ lịch Đúng không ạ Yasumi À nghỉ từ 26 đến 31 à đây chính là golden week đây chính là kỳ kỳ nghỉ dài hay là gọi là cái 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 kỳ kỳ lễ vàng cái uh, gọi là những cái ngày nghỉ dài đúng không ở bên nhật đúng không uh, các bạn ở bên nhật thì các bạn biết đây gọi là tuần lễ vàng của nhật đúng không ạ à, nếu là tuần lễ vàng mà kèo nghỉ dài như này ấy thì chúng ta gọi nó là gì này gọi là renkyu renkyu tức là nghỉ liên tiếp nhau ấy, đúng không ạ renkyu nghỉ dài ấy 5月 の初めの、あの、ゴール。ゴールデンウィークは1年で一番長いお連休です。ゴールデンウィークとかの ,あの,ゴール từ, từ tiếng Anh đó Golden Week ấy, tức là tuần lễ vàng ấy thì tiếng Nhật nó đọc hơi méo mồm chút là Golden Week cự được chưa ạ? 5月の初め Hajime, các bạn biết có một động từ đó Hajime mắt sự bắt đầu đúng không? Bỏ mắt sự đi thì biến thành danh từ Hajime là cái sự khởi đầu, sự bắt đầu. Ý là đây tức là đầu tháng 5 ấy, đúng không ạ? Ờ, Ở cái tuần lễ vàng ấy tôi cái tuần lễ vàng ấy, của mà diễn ra vào đầu tháng 5 ấy thì nó là cái kỳ dài dài nhất của Nhật Bản trong một năm. Đấy ạ. Tiếp. Ờ, các bạn nhìn các bạn ở à, các bạn nếu ở đây có một vài bạn các bạn chưa biết đúng không cái lối hành văn của người nhật đấy đó là từ phải qua trái này tức là nó bị ngược với cả văn việt nam chúng ta từ phải qua trái và từ trên xuống dưới các bạn vẫn xem phim tàu đúng không phim trung quốc chiếu cự nó gọi đấy là tổ cô cô giúp cự mịt tay sự nó còn gọi là kiểu như thư pháp ấy, đúng không thì các, các bạn thấy người ta viết là từ phải qua trái này à, từ trên xuống dưới này từ phải qua trái đúng không thì các bạn sẽ hiểu rằng là đây nó còn gọi là một cái bài gì nhỉ bài sạc cơ bưng sạc bưng cự chữ hán là chữ tác và chữ văn tác văn đây gọi là một bài tập làm văn để chọn một bài làm văn sạc bưng sự hay còn là viết một bài văn để tiếp ờ, các bạn thấy rằng ở, ở bảo tàng đúng không của qua bí dưới chữ cản đẹp này Picasso no tenran kai o mini kimasu Picasso no tenran kai o mini kimasu ten kai Tenran kai đối với mỹ là gì nhỉ triển lãm vào hội tức là đây là hội triển lãm tôi đã đi xem sẽ... à tôi sẽ đi xem triển uh, lãm tranh Picasso đúng không ạ đây chính là triển lãm nhá tiếp nào ê các bạn thấy không à đây là cha giáo sứ còn đây hai người này là đang trao nhẫn cho nhau đúng không người ta sẽ trao nhẫn vào dịp nào nhỉ vào dịp nào đám tang hay đám cưới ồ cái con shiki đúng không là đám tang cái con shiki là đám cưới đúng không ạ cái côn là cưới còn shiki đây là cái lễ để chưa các bạn cái cái từ shiki này nó rất hay đi với cả một cái danh từ chỉ sự kiện để chưa ví dụ như là new các shiki 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 cái côn shiki ni shiki shimas tức là tham gia có mặt để chưa nó hơi giống cái từ đó là từ demas mà tham có ba cái từ rất là giống nghĩa nhau đó là sangka sư này shiki sư và derự để chưa còn ba từ này khác nhau như thế nào thì sensei sẽ làm cho các bạn một video ngắn tiếp theo được chưa ngược với cả uh, gì nhỉ ngược với cả cái um, lấy kết hôn ấy thì chúng ta, chúng ta sẽ có là đám tang đúng không ạ cái con shiki ngược lại với nó sẽ là ososiki được chưa ososiki soshiki ni sushikishimasu tức là thôi tham gia cái đám tang tôi có mặt ở cái đám tang được chưa sosiki đám tang tiếp ờ uh, một cái từ này thì các bạn thử tưởng tượng xem đây không phải là Okitamono đâu nhé, không phải cái tòa nhà to. Các bạn phải hiểu rằng á, đây là trụ sở, còn đây là các chi nhánh, đúng không ạ? Trụ sở là gì nhỉ? Nếu như đây là người ta chỉ vào cái cái tòa nhà to nhất thì đây chính là trụ sở. Trụ sở nó là á, uh, là Hongsa, đúng không ạ? Tôi, Orage chữ Hongsa ni tenkin shimasu, Orage chữ Hongsa ni tenkin shimasu, thế Hongsa của của đâu á? Hongsa là cái này gọi nó gọi là trụ sở nhá, ở. Uh, tháng sau ấy thì là tôi sẽ chuyển việc đến ở đến, 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 đến trụ sở chính để chưa không sợ là cái trụ sở chính ấy. cái từ tên kinh này này là chuyển việc nhưng các bạn hãy để ý nhé cái từ tên kinh này nó chuyển việc nhưng mà nó chỉ áp dụng cho những cái hệ thống những cái nhà máy những cái công ty mà có trụ sở chính và có chi nhánh thì cái tên kinh nó gọi là nó nó sẽ chuyển việc từ chi nhánh đến trụ sở chính hoặc là từ trụ sở chính về chi nhánh chứ tên kinh này nó không phải là chuyển việc từ việc a sang việc b từ công ty này sang công công ty kia nhé đấy ạ rồi, và chúng ta có trụ trụ sở chính đúng không ạ? Thì ngược lại chúng ta sẽ có là chi nhánh Chi nhánh là gì nhỉ? Ồ,あの oh, 홍яは あの 홍яは 全国に視点がたくさんありますあの 홍яは 全国に視点が Chúng ta có những chữ Hán và những từ vựng rất hay nhỉ Hồng gia, các bạn biết rồi đúng không ạ? Hồng đây là tiệm sách đúng không ạ? cự chữ Hán là chữ toàn và chữ quốc ờ, có nghĩa là trên toàn quốc ấy, được chưa? Dến cục cự ní tức là trên toàn quốc. Xì tên, xì tên tức là chi nhánh, được chưa? Nghĩa làm sao nhỉ? Ờ, cái 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 cửa sách đó thì nó có rất là nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Xì tên, chi nhánh, được chưa? Không Cha, trụ sở chính. Tiếp theo, ờ, các bạn nhìn đây là, Eo mi tệ, Kokoa, Nani Các bạn có biết đây cái gì không? Uh... Đây là cái lời Mà sẽ diễn ra đám cưới và Dành cho những người theo đạo đúng không Thì tiếng Việt chúng ta gọi là Nhà thờ đúng không Tiếng Nhật thì người ta sẽ gọi là kyokai, kyokai. Mai siêu, ni chiu bi, kiyokai e Oinori o shi ni kimasu siêu, ni chiu bi Kiyokai e, oinori o shi ni Hàng tuần Thì là tôi đều đi lễ Đều đi lễ À, tôi đều đi đến nhà thờ để cầu nguyện vào chủ nhật. Oinori Osimax. Oinori oshimasu tức là cầu nguyện. Còn nếu mà cái từ Oinori này đi một mình thì nó là danh từ tức là lời cầu nguyện nhé. Tiếp là Ở à, Các bạn hiểu rằng là Dai cự là đại học. Đúng không ạ? là trường cấp 3. Chu gakko là trường trung học. Shou gakko là trường tiểu học đúng không ạ? thì nếu mà trên cấp đại học, chúng ta gọi là gì nhỉ? bạn có biết không? ở đây có người biết, có người chưa chắc đã biết đúng không? trên đại học thì nó không phải cao đẳng nhé, trên đại học nó là uh, thạc sĩ, đúng không ạ? học thạc sĩ ấy. thì uh, thì trong tiếng nhật ấy thì nếu mà các bạn kiểu đi học trên cấp đại học ấy thì mà kiểu đi học thạc sĩ ấy, thì nó gọi là dai các cự in, dai các cự là đại học, còn dai các cự in là thạc sĩ, học kiểu thạc sĩ, kiểu học viện đến cao ấy, hiểu chưa? Daigo sotsukasutara daigakuin ni ikitai desu à, Sau khi mà học xong đại học ấy Thì tôi muốn học lên thạc sĩ Đấy chị ạ Daigakuin Ok Ờ à. Rồi tiếng Anh nó là Zu Đúng không ạ Zu hay là American Animal Đây là kiểu vườn thú của nước Mỹ đúng không Vườn thú tiếng Anh là Zu Vậy tiếng Nhật là gì nhỉ do Dobutsuen Đô bức chuyện động vật viết Đô bức là vừa mấy thú nhá Đô bức chuyện này Cô đồ mô chú rê tê kì mát sự Mái siêu Đô bức chuyện này Câu lại dịch nào À Hàng tuần này Hiểu sao nhỉ Tôi đều dắt Đều dẫn con Dẫn ai nhá Ở cái từ dẫn này này Chú rê sự này thì ở đây nó chỉ thể tê đi ikimasu thì á chure ikimasu là dẫn đi Chirete kimas là dẫn đến, còn chirete karimas là dẫn về. Tôi dắt con đi đến vườn bách thú hàng tuần. Hay hàng tuần tôi đều dắt con đến vườn bách thú đúng không? Tiếp nào. Ờ, các bạn thấy cả nhà đang tắm với nhau đúng không? Bố mẹ và đây là con đúng không ạ? Và khói tỏa ra thì người ta tắm ở đâu nhỉ? E to wa doko desu ka? Ở Nhật thì đây là một cái văn hóa rất nổi tiếng của người Nhật đúng không ạ? Đó chính là văn hóa tắm ông sen đúng không ạ? Dưới nước nóng có hai còn gọi là onsen đúng không ạ? Eh, 日本全国にたくさん温泉があります.日本全国にたくさん温泉があります. ni takusan onsen ga ni takusan ga Ờ, có rất là nhiều cái suối nước nóng trên toàn trên toàn Nhật Bản đúng không ạ? Ni tức là trên toàn đất nước Nhật Bản. Đấy ạ. Có rất là nhiều cái suối nước nóng. Bởi vì Nhật Bản nó nằm trên trên cái vành đai núi lửa nên nó có rất là nhiều suối nước nóng. Chưa ghi, tiếp nào. Eh, có qua mọi, các bạn thấy không ạ? À?

Các từ vựng ở đây, các bạn có 3 từ vựng, các bạn phải nhớ. Interneto nó có cái trường âm ở chữ tha nhé. Interneto đây là Internet này. Kanji, ố kanji rự. Tức là cái chữ này chữ thông. Tức là thông qua một cái hình thức, thông qua một phương tiện nào đó để thực hiện một hành động nào đó. Thì các bạn dùng với cả ố kanji rự. Thì ố kanji rự này thì rồi thì nó bằng với cả đế nhé. Có nghĩa là bằng, bằng cái phương tiện nào đó. Thông qua Internet thì chúng tôi làm quen với nhau. Shirai masu, tức là làm quen. Được chưa? tiếp nào rồi rồi ờ, eto futar futa futare wa ne hai người đang hôn nhau đúng không ờ, nhưng mà đây không phải là hôn nhau hôn nhau thì là kiss được chưa trong tiếng anh nó kiss đấy nhưng mà đây chủ đề đây không phải là hôn nó không phải là ôm ấp gì cả mà đây là gì nhỉ đây là dạp chiếu phim đúng không ạ có nhiều người đang xem hai anh chị lại hôn nhau đúng không dạp ờ, chiếu phim ega kan ega kan để ega mi ấy đề ấy tức là xem phim ở dạp chiếu phim nguyên tắc dịch của tiếng nhật thì nó sẽ là dịch từ động từ trước được chưa cứ dịch người từ động từ lên là được tiếp nào rồi đây là à, nhìn chỗ này trông rất là thanh bình đúng không rất là yên bình vậy thì theo các bạn thì ở đâu thì yên bình nó sẽ là quê đúng không quê quê ở việt nam chúng ta tức là những cái vùng kiểu như là vùng dưới quê đầm núi hay là hay là ruộng nương các kiểu ấy đúng không thì nó gọi là mura mura tức là làng quê được chưa chỉ sai mura de umareta chỉ sai mura de umareta tức là tôi đã được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ mura là ngôi làng inaka là đồng quê được chưa inaka là đồng quê thì mình nói lại câu lúc lợi nhá sắc kỹ tạc của tổ đồ

bấm bao eco xem xem eco không phải nhá Ê, một cái gì mục tiêu trong bài ngày này thực ra bài này rất đơn giản nhưng mà có những cái điểm khác biệt chúng ta cần phải nắm được ý một đáo à, động từ chia về yo yo tốt mất tay người cái yo này là cái gì nhỉ nghe lạ nhưng thực ra rất là quen ni bác hai đáo chumori ở chimori vừa nói xong ý đối với nghĩa là gì nhỉ có bạn biết các bạn không biết sam bác à, yo tệ yo t đây là dự định để chưa đây là ba ngữ pháp cho cần phải nắm vào trong ngày hôm nay Được. ừ, mừng kê chị một nhá ngữ pháp đầu tiên chúng ta học đó là yo tomote ma sự đúng không tuy nhiên cái các bạn trước khi mà học cái đấy các bạn cần phải hiểu cái yo ấy nó là gì vậy thì yo là gì các bạn nhìn vào đây nó chính là y khô kệ y ý hướng thể hay còn gọi là thể ý hướng cái này thường có hai tên gọi Ikoke và Ishike Thể hướng và thể ý chí Thì đều chung một kiểu Cái này nghe lạ nhưng thực ra rất là quen các bạn học rồi Bên cơ -sta. Nhìn đây là Ờ Ây sẵn tổ bí sẵn hòa ổn nâng dịch cái sản nô sản đề sự Nghĩa là Ây sẵn tổ bí sẵn hòa ổn nâng dịch cái sản Cái anh ấy và cái chị B này này Thì là đều là nhân viên của một công ty Ý rằng hai người này là đồng nghiệp Dogio đồ nhé Hey Rồi, hai người này có chung một ý kiến Đúng không ạ? Đúng không? Chung một ý kiến đúng không? Là gì nhỉ? Tính nhất của tôi ấy Tính nhật của tôi thì hoàn toàn Rất là không được Và chị B đồng tình Nhớ rằng ở đây là hai người đồng tình Và có cùng ý kiến với nhau đúng không? Ờ, à, tính nhật tôi cũng không được Từ đó từ cái việc mà hai người này là không được và các bạn hãy nhớ rằng là cái tình huống ở đây ấy, là hai người này là là đang, đang đang nói chuyện theo cái phong cách của đồng nghiệp nên người ta rất là lịch sự đúng không lịch sự thông qua việc tức là người ta nói đầy đủ chủ ngữ này đầy đủ trợ từ này và kết thúc câu bằng đề sự tức là nó rất là lịch sự đúng không thì người ta sẽ có một hoàn cảnh người ta sẽ lấy ra cái này Ấy à, bi sang isuni nihongo bên kia shimasen cả bi sang isuni nihongo bên kia shimasen cả Ý đẹp nè, cô ấy Đây là một cái ngữ pháp rất là quen thuộc, các bạn học ở bài số 6 của mình rồi đúng không? Ít xô mà cá, và đi với cả động từ chia thể, uh, chia về thể phú định đúng không? Có nghĩa là rủ rê người khác cùng làm điều gì đó. Ít xô nì, bên cá, cùng tôi học tiếng Nhật không? Đúng không? Cái này các bạn học rồi đây Ít đẹp đây là giọng đồng tình đúng không? Ừ, được cái nhỉ, nì hông nô cô 行きましょう行きましょう là theo tính chất kiểu hô hào ấy được chưa? ừ cùng đi thôi nào trong tiếng Việt như thế đúng không ạ tiếng Việt các bạn ạ ăn nào đi nào chơi nào đúng không thì tính Nhật nó sẽ là 食べ食べましょう行きましょう遊びましょう tabe, được chứ nó mang tính chất là hô hào ấy hô hào nhau ấy đó cùng đồng tình nhau cùng nhau làm một điều gì đó đúng không ạ rồi tuy nhiên ấy ế 友だ Tomodachi rồi đặt ra Nếu như chúng ta nói chuyện là phong cách của bạn bè thì sao ở Tình huống ở đây nhá Nó là y hệt như là tình huống ở trên Tuy nhiên cái cách xưng hô cách người ta dùng từ vựng nó hơi khác nhau một chút Nếu như các bạn nói lịch sự thì các bạn sẽ nói như thế nào Và các bạn nói theo phong cách bạn bè thì các bạn sẽ nói nào Đây chính là bài số 26 đúng không Boku no Nihongo ta dame Zenzen dame da Watashi no Nihongo mo zenzen dame da Tính là của tớ ấy, chả ra gì cả Ờ tiếng nhật của tôi cũng thế chả ra gì cả tuy nhiên đấy người ta ở đây người ta dùng từ mục cự Và người ta dùng đà không phải là dùng để sự ờ, à, cả đây là người ta nói chuyện theo phong cách đời sống hàng ngày ấy đúng không ạ phong cách bạn bè chứ không không cần phải lịch sự không phải trau chuốt câu từ như là như là tình huống ở trên đúng không ạ và từ đây chúng ta sẽ có này bị isoni nhỉ bên kia sinh này ờ bế gió xin đây chính là thể nai nai ni chính là sen ý số nít nhiều ngộ bế gió xin sen cả thì nó chính là iso ni nít nhiều xin nói đúng không ý nè ý đẹp nè ý nè nhiều đâu các cô thì các bạn hiểu chỗ này đó chính là gì chưa đó là gì ờ à, đó chính là Yikimashou ấy đúng không Yikou chính là ý và cái Iko này nó chính là thầy chí mà các bạn phải học lại trong ngày hôm nay. Thực ra nó rất là đơn giản với thầy ý chí này. Thầy chí là chính là văn ngắn của Ikemaso. Được chưa? Rồi. Maske Ikoke. À, vậy thì các bạn đã đã, đã, đã được uh, tưởng tượng ra cả cái cái thể ý chí ở trên rồi đúng không? Thể ý chí hay còn gọi là ikoke hay là isike nó có hai tên gọi nhá Nó chính là văn ngắn của Maso Đấy chưa? Trước đây các bạn nói Ikimaso đi thôi Đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ nói Iko Đấy chưa? ạ cô ấy Ikimaso cô Iko Đấy chưa? Rồi ờ, các bạn đã hiểu ra là Cái thể ý chí nhá Hay nó còn là Yo hay là còn là cô ấy Thì nó chính là văn ngắn của Maso Đấy chưa? Và cái cách mà chúng ta cần phải chuyển đổi Từ 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 cái 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 cái, cái Maso sang cái này thì rất là đơn giản ở đây nhá, mình để cái mát sự ở đây chỉ đơn giản để tượng trưng cho các bạn để các bạn dễ hình tượng thôi chứ không phải là mắt sự mà đổi sang được cô như thế này đâu nhá ở đây mà nếu mà đổi sang cái cô tức là thể ý chí tương ứng như thế này này thì nó phải là macho chứ không phải là mắt sự đâu nhá nó phải là macho để chưa ở đây hay chính khác là hataraki mắt sự không đổi ra được hatarako đâu nhé mà nó phải là hataraki macho để chưa Hataraki ở đây mình viết cho các bạn dễ hiểu thôi, tóm lại như thế thì chưa? Đổi cách đổi sai rất đơn giản. Ở đây, hatarakimasu chính là hatarako. Oyogimasu, oyogo. Nomime, nomimasu, nomo. Yobimasu, yobo. Ori chi i chi đổi sang lần lượt. Ori đổi thành ro. Chi đổi thành to. Có ư. Y đổi thành ô. Có ư. Chi đổi thành so có ư. Khai mắt sự khai yo. Ờ, ừ, yo chính là cái này này. Matomemasu, matomeyo. Nemasu, neyo. Kimasu, koyo. Shimasu, shiyo. Benkyou shimasu, benkyou shiyo. Sanpo shimasu, sanpo Cái mình nhắc lại nhá, cái mắt sự đây mình viết tượng trưng thôi. Còn cái văn ngắn của mắt sự các bạn nhớ là là gì không? Nó là thể rự cơ, đúng không? Còn cái này thì nó phải là nó đổi sang tương ứng thì nó phải là Masho, cá masho thì mới đổi sang cái yo đúng không? Matome masho đổi matome yo đúng không? ạ? Với nhóm 1 thì là dui đúng không? Hataraki masho ấy, hataraki masho, hatarako ki đổi thành cô để chưa? Động từ đuôi i đổi sang động từ đuôi o và thêm trường âm ư ki đổi thành cô ghi đổi thành go mi đổi thành Mo, đúng không? động từ nhóm, với nhóm 1 thì động từ đuôi y đổi sang động từ đuôi ô và thêm trường âm ư đây nó luôn có cái ư ở đây này đúng không go mo bo ro to o so thấy không ạ với nhóm 2 nhóm 2 thì là tức là những động từ đuôi e hoặc những động từ có một âm tiết đúng không ạ? thì rất đơn giản bỏ mắt sự thay bằng yo khai chính là khai yo bỏ mát sự thay bằng yo matome mas à matome ma matome yo Nế ma sô, nế Bỏ mát sự thay bằng yo là được Được chưa? Với nhóm 3 Nhóm 3 thì chúng ta có một cái động từ đặc biệt đó là động từ ki Cứ đựng đấy, tự đến ấy, đúng không? Ki ma sô Ki đổi thành cô nhé, không phải là ki yô Nếu mà ki thì nó lại thuộc nhóm 2 nhé ờ, Mặc 2 đến 3, đúng không? Đều là hai động từ là ki mát sự Nhưng mà nếu ki mát sự có nghĩa là đến thì là nhóm 3 Còn nếu mà mặc thì nhóm 2 Ki đổi thành cô Thế ạ. Masu, Bỏ masu thay bằng yo. Kimasuu nó chính là koyo. Shimasu, à nhưng cái shimasu này không phải đổi thành so đâu nhá. Nếu si mà đổi thành so thì nó thành si nhóm 1. Si nhóm 1, si nhóm 3 hoàn toàn khác nhau. Để ý nhá. Shimasu, ha shimasho thì bỏ masu đi, bỏ masu đi thay bằng yo. À, ví dụ bên kia shimasu, bên kia shimasho. Đúng không? Bên kia shimasu ở đây thì bỏ cái đuôi masu, đuôi masu đi, thêm yo vào là được. Bên kia shiyo. Sắm bố xí ô Đúng shimashou ạ? Sắm bố xí ma sổ rất đơn giản đúng không? 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, vậy thì các bạn đã lắm được cách chia của nó chưa? Hoặc cách cắt tờ, cắt Nếu lắm được rồi thì hãy làm cho các sinh một bài tập sau đây nhé Các bạn sẽ có là 3 phút Ok Rồi, và chúng ta vận dụng một chút nhé à oh. các bạn hiểu à uh, cần đây là bé Taro đúng không Bé taro, taro. yume cha à yume uh, yume ko chan à sobo yume ko chan à ờ uh, trước đây các bạn rủ dê người khác đúng không các bạn nói là yume ko chan à lại yume yume cô đi chơi thôi để cho cái uh, nhưng mà nếu mà phong cách bạn bè đúng không thì các bạn bình thường trong đời sống của người Nhật, hàng ngày các bạn thấy người Nhật người ta không thường hay nói những cái gì kiểu cái đuôi mát sự và những cái đuôi đề sự nhiều đâu thế nên nhiều bạn vẫn hay bảo là uh, sách dạy một chuyện nhưng mà thực tế thì lại khác một chút đúng không thì mà bởi vì như thế bình thường ấy thì người ta nói càng ngắn càng tốt trong tiếng Việt chúng ta cũng thế thôi đúng không ạ Yume ko cha asobo nó chính là Yume ko cha asobimaso đúng không ạ? Đây hai bạn bè nhá, con bé lại rủ con bé kia chơi đúng không? Ờ, Yume, cho, Yume cô ơi, đi chơi thôi nào, đúng không ạ? Đó, vậy thì đây chính là cách dùng của cái thể ý chí là như thế, được chưa? Là... Hay là tiếp này, Yume, à đây là Yume cô, sau khi mà nghe gọi đúng không? Ấn, ừ. kiểu à, anime no hi da, à kiểu à, anime no hi da yo, itso ni terebi o miyo, itso miyo, e, hey, Koende de sakashio, Ê, hey, Koyande Sakashio. Sao nhỉ? Ờ, giờ, cô, sau khi mà cô bé rủ đi chơi đúng không? Thì bị mê à? Ừ. Làm sao nhỉ? Hôm nay, hôm nay, hôm nay cũng là ngày mà chiếu anime phim phim hoạt hình đấy. Isuni Terumiyo, à, cùng xem TV đi. Ê, hey, Koyande Sakashio. Ừ, nhưng mà làm sao nhỉ? Chơi bóng ở công viên nào. Đúng không? Hai, hai bạn này hẹn với nhau thế. Các bạn thấy không? Ờ, à, Mio, nó chính là Mi Xíu nó chính là Shimasho Đúng không ạ? Đây chính là cái cách dùng đầu tiên của cái thể ý chí Nói tóm lại Mà tôi mê nhé Thể ý chí Chính là Văn nói hàng ngày Hay văn ngắn Của Masho Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đi vào Một phương pháp đầu tiên Dùng với cả thể ý chí này Đâm từ chia thể ý chí temasu, tomo temasu. Trước đây các bạn học cái sự là gì nhỉ? sự là nghĩ cái gì đúng không? Nghĩ gì tố đấy Nan to omomatsu cả Nghĩ cái gì thế? Đúng không? Nhưng mà ở đây thì động từ chiếm thể ý chí mà chúng ta vừa học xong ấy thì với cả sự à tomote sự Thì nó có nghĩa là gì? Ê, mia sang eo, mi ga sai Thì mọi người nhìn một tranh đây sau đây nhá Ờ, chúng ta sẽ thấy là có hai nhân vật là Watashi và anh Kubo Ờ, nhưng mà sao hai anh này lại nhìn nhau ánh mắt tắm đuối này hơi dị nhỉ? ok xem nào, kiểu nên nó no, kiểu nên nó no howl Kubo-san ni hazumete yamasta Kubo-san wa handsome de omoshiroku de suke ni to desu watash wa Kubo-san ga suki ni naremasa ôi hơi hơi dị sao nhỉ? ờ, một xuân năm ngoái thì là lần đầu tiên tôi đã gặp cái anh Kubo này hay là tôi đã lần đầu tiên gặp anh Kubo này vào mùa xuân năm ngoái Anh Kubo thì rất là đẹp trai này ờ, Cũng khá là thú vị Rất là một người rất là được Sự thấy kinh tôi Và tôi đã thích anh Kubo từ lúc ý Rồi hóa ra đây gây lọ đúng không ạ Rồi ok tiếp nào Natsu Kubo san wa Watashi no kare ni naremasta Ah, Kubo-san, suteki, kekun kekun desu. Oh, mùa xuân thì gặp nhau lần đầu và vào mùa hè ấy, thì là cái anh Kubo này thì đã là bạn trai của anh này đúng không ạ và anh Kubo này thật sự anh là người rất là được cái con tôi rất muốn kết hôn các bạn hãy để ý cái mốc thời gian nhé mốc thời gian rất rõ ràng từ từ mùa hè đúng không ạ nát sự từ mùa hè ấy, thì là đã cái con rồi đã muốn kết hôn rồi đúng không ạ và bây giờ thì là ê à, Aki Bây giờ mùa thu đúng không? Aki desu Kubo sang wa hongto ni i hito desu Kubo sang wa hongto ni i hito desu Kare mo tabun watashi to kekkon shitai to motte imasu Kare mo tabun watashi to kekkon to motte imasu À, đến mùa thu ấy Thì là Kubo này thì thật sự là những người rất là, rất được làm sao nhỉ? Tôi nghĩ là anh ấy có lẽ là cũng muốn kết hôn với tôi Đúng không? Và dẫn tới đó là Tình huống sao đây? Là gì nhỉ? Ờ, à, tôi là em Tôi là kare to kết hôn sưu tố mất tế mất Tôi là em Tôi là kết hôn À, kare to kết hôn sưu tố mất Rồi, và lúc này thì Sưu tố mất tế Một ngữ pháp mà chúng ta vừa phải học Nó xuất hiện ở đây Cịu tôi các bạn có thể hiểu. À, tôi sẽ kết hôn với anh ý, tôi định kết hôn với anh ý, tôi sẽ kết hôn với anh ý và đây sẽ làm đây chính là một cái ý định, một cái mong muốn đúng không ạ? một cái ý định, một cái mong muốn của cái anh này. Và anh đã nói ra cái điều đó đúng không? Vậy thì các bạn để ý cái cái cái, cái sắc thái của nó này, người coi trước nào. Ờ, à, vào mùa thu đúng không ạ? Đến mùa thu thì là anh này là là, là bởi vì đã đến mùa thu thì anh bởi vì là anh này nghĩ rằng là anh này cũng cũng muốn kết hôn với mình nên là anh đã nói ra cái mong muốn cái nguyện vọng của mình là sẽ kết hôn với cả anh này và uh, thực ra ấy, thì nó nó đã có từ cái mùa hè rồi đúng không trở về coi trước nào uh, từ mùa hè ấy, thì đã kết con style rồi và cho đến mùa thu là vẫn kết con style là vẫn muốn kết hôn đúng không và nó dẫn tới cái hoàn cảnh đó là giờ tố một tề ma sự rồi bài, cái điều tố sự này Nó chính là một cái mong muốn Một cái ý định Mà các bạn sẽ thực hiện nó Đây chính là nó hay, Các bạn có thể hiểu rằng là Nó là một cái mong muốn Một cái ý định Mà kéo dài Từ trước tới nay Tức là lúc nào Nó cũng quanh quẩn ở trong đầu của các bạn ấy Đấy ạ Lúc nào nó cũng quanh quẩn ở trong đầu của các bạn ấy Tuy nhiên ấy Các bạn chưa có một kế hoạch rõ ràng Để các bạn thực hiện cái điều đó Hay nói cách khác thì nó chưa chưa quá là chắc chắn Đấy vậy? Và để có thể hiểu sâu hơn Các bạn hãy xem bức tranh tiếp theo ờ ừ, cho các bạn thấy không ạ ờ có một chị thì chị đặt câu hỏi cho cái anh này và anh này có một cái tỷ lệ xác suất ở đây là 70 mươi đến tám mươi thì nó chính là do tôi một tiền mắt sự ấy. Aisang dai kago sutegoshi dara nani o shimasu ka? Aisang dai kakou sutegoshi dara nani o shimasu ka? Anh nghe này sau khi mà tốt nghiệp đại học ấy thì anh sẽ làm gì? anh anh này trả lời. So des ne, gai kok de hataraku to omotte masu. So des ne, gai kok de hataraku to omotte masu. Ờ xem nào, so des ne tức là xem nào nhỉ. Ờ tôi định là sẽ làm việc ở nước ngoài. Nhưng mà cái cái định và cái sẽ này của anh ấy chỉ diễn ra chỉ sắp chỉ khoảng 70 80% thôi. Nó không quá rõ ràng và nó chỉ đơn giản nhá, các bạn hiểu là Đây chỉ là cái mong muốn, cái ý định mà anh ấy vẫn cứ suy nghĩ tới lên là nó mới là ổ mốt tê mãn sự là như thế Tức là lúc nào cái suy nghĩ và cái ý định này cũng là quanh quẩn trong đầu của anh ấy thôi và anh ấy chưa hề có một cái kế hoạch nào rõ ràng để làm cả Thế là tất cả các bạn, các bạn đều có một cái ý định nào đó Đúng không ạ? Các bạn luôn lung hay các bạn luôn nung nấu một cái ý định nào đó Tuy nhiên ấy, các bạn chưa có một cái kế hoạch cụ thể nào các bạn làm Trong chúng ta anh vậy thôi Giống như mình ấy, nếu giống như mình nhá thì mình đều rất là muốn đi đến Mỹ để tổ America ấy cầu tốt một tay sự khi mà mình nói là mình dùng với cả tổ một tay sự thì người nghe người ta sẽ hiểu là ok cái anh liêm này ấy thì anh ấy anh ấy rất muốn anh ấy có một cái mong muốn anh ấy có một cái ý định là anh đi đến mỹ tuy nhiên ấy là anh chưa có kế hoạch gì đó để làm chưa có kế hoạch để thực hiện nó quá là rõ ràng để chưa thì tốt một tên mát sự nó là như thế và chúng ta sẽ có cái biểu hiệu gen của nó 彼はあ、私は彼と結婚しようと思っています。À, chúng ta thấy là động từ chia thể ý chí hay là đúng không? Đây chia thể ý chí này này. động từ chia thể ý chí. Thực ra thì động ở đây các bạn có thể thay vào động từ thể ý chí bằng thể tai cũng được. Tai tố một tay mắt sự nó cũng là muốn làm gì, định làm gì, sẽ làm gì. Đấy ạ. Yêu thay bằng tai được. Và ta xoa khá đây là con một tay sự. À, làm sao nhỉ? Tối định là sẽ kết hôn với cả anh ý đây là một cái ý định của người nói để chưa ạ từ đây chúng ta sẽ có cái uh, nghĩa tiếng việt của nó này biểu thị ý định của người nói nhé đây là cái ý định của người nói chứ không phải là ý định của ai khác ý định của người nói đã được hình thành từ trước và hiện tại vẫn đang tiếp diễn vẫn đang vẫn vẫn đang mong muốn tức là cái ý định của người này lúc nào cũng quanh quẩn từ trước tới nay lúc nào cũng quanh quẩn ở trong đầu của anh ý tuy nhiên ấy, thì nó chưa nó, nó, chưa có tức là cái cái người nói ấy, người ta chưa có một kế hoạch bài bản để người ta làm chưa có một cái cái kế hoạch cụ thể để thực hiện cái điều này nó chỉ đơn giản là cái ý định của người ta người đó thôi và lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu của anh ý đấy chúng ta dùng với cả động từ thể ý định hoặc động từ chuyển thể tai cũng được được chưa đang định làm gì đã làm điều gì đó ok ơi ừ. Orenshiu chúng ta luyện tập là ờ, chứ bây giờ thì xem xem vẫn đang nói Oren shimasu đúng không? Thử vậy thử, thử nói bằng văn ngắn là gì nhỉ? Ê, Oren shimasu Đó nó chính là Oren siêu đúng không ạ? Oren siêu luyện tập thế nào? Ở rất đơn giản đúng không? Bên này là tabemasu, mimasu, karemasu, uh, oyogimasu, dashimasu, masu benkyou shimasu Ờ, bên này đây là sushi o, egao, uchi e, maishiu, tegami o, Kaini rất tốt như các bạn thử nó các bạn thử dụng cái mẫu ngữ pháp mà chúng ta vừa đọc thì các bạn thử, có thể diễn tả cái ý định của mình xem Thà tôi bảo ví dụ nhé sẽ làm cho các bạn một câu đầu sushi o tabe yo to motte masu sushi o tabe yo to motte tôi định là sẽ ăn sushi thứ nhất cái định mà ăn sushi của anh ấy nó xuất phát từ cái mong muốn là anh ấy muốn ăn sushi Đấy chưa? Và anh là anh ấy, anh cứ nung nấu là một ngày nào đó mình sẽ đi ăn sushi. Tuy nhiên anh chưa biết ngày nào, anh chưa biết cụ thể và anh chưa có kế hoạch rõ ràng nào để thực hiện cái điều đó. Thì nó chính là yếu tố một tề sự. Đấy chưa? Và các bạn sẽ có là một phút ipun ipun ina ni eto ko eto kono kore o yatte kudasai ne. 1 2 3 ok. Ồ, lại tiếp tục quay trở lại với cả câu đầu của sensei. Hey Ê, watashi wa Eh, kotoshi ni iku kedo. corona coronavirus Tôi có cái tôi có cái dự định là đến Nhật vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên bởi vì là virus corona nên là không thể đi được nữa. Ở thực ra với Senze đặt lịch rồi. tức là sang cái định ngày rồi. Tuy nhiên thì đúng là bởi vì dịch nên không sai được chưa? Yeah. Nếu như mà các bạn thắc mắc thì cái video này sẽ quay vẫn trong thời điểm đó là Corona vẫn đang tiếp diễn này chưa? Yeah. Nên là CZ mới nói thế. Vậy thì các bạn hiểu rằng là Chimori nó là một cái dự định của người nói. Nhớ nhất Chimori là vẫn là một cái dự định của người nói, không phải của ai khác. Nhưng nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng và có kế hoạch để làm rồi. Ờ, một pháp tiếp theo bưng kê Động từ chia về thể từ điển, jisuke thể từ điển là gì nhỉ? nó chính là thể rự, thể từ điển hay là thể nai, rự và nai đi cả chumori, chuioi, uh, chuioi cả chui, chuioi cả chui tức là đây là một cái quyết định đúng không ạ? một cái quyết định hay một cái một cái ý định ấy nó rất là mạnh mẽ và nó có một kế hoạch cụ thể để làm rồi. Eomite các bạn nhìn đây nào, ok, watashi wa watashi wa kyo 彼と素敵なレストランへ食事に行きます。彼は昨日電話でいました。大切な話があります。言わでしょう。e the show. ああ。あなときいんかいや。ジェンはおー、いいんかいあなたは tôi thì ngày hôm nay thì sẽ đi đến một nhà hàng rất là đẹp cùng với cả bạn già các anh bạn trai này đúng không? ngày hôm qua ấy anh ấy đã anh ấy đã nói qua điện thoại là thay sự chuyện là ga Harima sự anh có một câu anh có cái việc rất là quan trọng muốn nói với em đúng không? và anh này anh anh phỏng đoán dĩa để sổ hình như là tặng nhẫn cho mình đúng không? các bạn ấy, rồi các bạn ấy để ý những cái sách thái nhé thứ nhất này anh này đưa ra rất là nhiều cái căn cứ đúng không? thứ nhất là ngày hôm qua anh ấy đã, cái cái anh này anh đã nói chuyện là ờ, ờ sao nhỉ có một cái câu chuyện à, có có câu chuyện rất rõ ràng nên là anh ấy đã phỏng đoán bằng đề sổ cái đề số này thì bài 34 các bạn sẽ được học nhé tiếp theo này Kare wa kịch con sai <laughs> tôi ma sự phỏng đoán đúng không Kare wa kịch con sticker sai sự anh có lẽ sẽ nói với mình là cái thôi mình anh đi Yubiwa o morattara Tôi là yes tôi nói. Mô quyết Mô quyết mất. nếu mà có rồi mà ấy thì là tôi sẽ nói yes, Tức là tôi sẽ nói đồng ý. Tôi đã quyết định rồi. Mô Cái ở đây rất là Cái ở đây nhá, các bạn hãy hiểu rằng á, anh này đã quyết định rồi và anh đã lên kế hoạch cho việc mà anh này quyết định rồi, tức là lên kế hoạch cho việc làm là nhận nhẫn này. Rồi Lào là nói yes và Lào là đồng ý luôn, đồng ý kết nối với cả hình này đúng không? Mô kim master mắt và đã quyết định rồi, rất là mạnh mẽ đúng không? Yubi wa o morata yes to yu desu Và lúc này thì đây chính là hình thái của chumori Được chưa? ạ? wa o morata ra yes to yu desu nếu mà nhận nhận đấy thì là tôi định tôi dự định là tôi sẽ nói yes luôn để chậm vậy thì cái Chimori, các bạn sẽ hiểu là thứ nhất là đây này. Thứ nhất là nó được lên kế hoạch bài bản này. Rồi anh này lên hàng một cái kịch bản để nói nhất yes sự rồi đúng không? Là nhận nhẫn này đúng không ạ? Rồi Kimemasa tạo, tức là đã quyết định rồi tức là cái Chimori nó thể hiện cái ý định mạnh mẽ của người nói. Đấy chứ rồi tiếp theo, Oh, Kikustara siêu tổ yamemasu cả. một bức tranh tiếp theo đúng không? anh này anh được hỏi là cái cứ tờ rờ si có tổ chả mấy mắt cả là sao nhỉ sau khi kết hôn ấy thì là anh có bỏ việc của bỏ công việc của anh không và anh này sẽ trả lời là gì nhỉ Ie si có tổ gà sức kỹ để sức Ie si có tổ gà sức kỹ để sức rờ chả mô kí mê mắt mô kí mê mắt không bởi vì làm sao tôi rất là thích công việc của tôi nên là tôi sẽ không bỏ đâu. Tôi đã quyết định rồi, mô kim master rất là mạnh mẽ đúng không? Đã mạnh đã, đã quyết định và rất là mạnh mẽ như này rồi. Đúng không ạ? Thì anh sẽ phải dùng chimori. Shikoto o chuzukeru chimori desu. Shikoto chizukeru chuzukeru chimori desu. Tôi định là tôi dự định sẽ tiếp tục công việc của tôi. Shikoto yamenai chimori desu. Tôi dự định là sẽ không bỏ việc của tôi. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn đã hiểu cái Chimori rồi chưa? Nếu chưa hiểu thì nhìn đây đã. Ờ, à, cái bảng hiệu gen chi tiết của nó này. Shigoto chuzukaru Chimori desu. Và Shigoto yamenai Chimori desu. Thứ nhất, để đi với cả Chimori thì nó áp dụng cho thể rự và thể nai. Đúng không ạ? Không phải là thể TA, và không phải là thể T Chỉ áp dụng cho rự và nai thôi nhé. Được chưa? Tôi định là tiếp tục công việc của tôi. Tôi định là không bỏ việc của tôi. Các bạn thấy là mô kim em master tức là đã là đây là một cái ý định quyết định rất là mạnh mẽ anh đã quyết định rồi có kế hoạch để làm nó rồi đúng không ạ à, nó khác cả yếu tố một sự là như thế yếu tố một tema sự thì đó là nó chỉ đơn giản cái mong muốn cái ý định của người nói thôi và người ta chưa có chưa chưa kế hoạch để làm cả đấy chưa còn cái chumori đi thì người ta lên hẳn kế hoạch bài bản người ta làm rồi nó hai, hai sự khác nhau như thế rồi ờ, chumori đi diễn đạt ý định làm hoặc không làm một việc gì đó làm hoặc không làm ý định nhé Động từ phải chia về thể nguyên dạng Tức là thể rượu ấy Hoặc thể nai Ý định làm việc gì đó mạnh mẽ Có kế hoạch được quyết định rõ ràng để làm rồi Rồi ok Cái, Đến đây các bạn đã hiểu chưa Cô cô đệ hoặc cắt đó Hãy mẹ sẵn luyện tập nào Ở đây các bạn luyện tập với cả Chimori nhé Nhớ rằng nó chỉ áp dụng cho thể gì nhỉ Thể rự và thể nai thôi nhá Ở đây có nai không Nền quân này thì chính là ma sen này này. Thấy chưa? Tôi sẽ làm cho các bạn ví dụ nhá. Karimasu về đúng không? Nên, kuni này. Ờ uh, yamemasu này, shigoto này. Tatemasu này. Ie này. Imasu này. Apato narimasu. Isha. Ryugaku. Amerika e. Nihongo shika hanashimasen. Tabako o sumimasen. Rồi, sẽ làm cho các bạn hai ví dụ và các bạn tự luyện tập nhá. Các bạn sẽ có một phút input. Karimas kuniye, à, tôi cứ dự định là tôi sẽ về nước. Kunie, karu chomori để sự. Tôi định là tôi sẽ về nước đúng không? Nếu mà người nói người ta nói kunie karu chomori, tôi cứ dự định về nước ấy, thì lúc này người ta đã lên kế hoạch để người ta về rồi và người ta đã quyết định như thế rồi. Vậy chứ? À, Nioh Gosika, Nioh hanasanai để Nihongo shi ga hanasanai chimori desu. Tôi định là chỉ có nói. Tôi định là chỉ có nói. Tính nhà tôi. Nihongo shi ga hanas... hanasanai chimori desu. Tôi định là chỉ có nói. Tính nhà tôi. Còn những khác tôi không nói. Được chưa? Tôi quyết định rồi. Mô kime masu ta Ok. Và các bạn làm lại, làm tiếp theo với những câu khác nhé. Một phút nào. Ippun desu. Ê, Tiếp theo là các bạn đã học về hai cách nói ý định của người nói rồi đúng không? Hãy nhớ rằng là cái điều tố mốt sự và chumori nó cũng có điểm chung. Nó cái điểm chung đó là nó đều là dự định và nó đều là dự định của người nói. Và mẫu ngữ pháp thứ ba chúng ta cần học đó là YOTE tệ. YOTE tệ. là gì? YOTE là dự định, đúng không ạ? Trong từ vựng dạy rồi, YOTE là dự định đúng không? Tuy nhiên, YOTE nó dự định kiểu gì nhỉ? YOTE nó cũng là dự định của người nói, nhưng mà nó là một loại dự định khác. Dự định như nào các bạn nhìn đây, mite sai À, vẫn tiếp tục là hai quay trở lại với cả vấn đề của hai anh gay Oh, mite kasai eto sengetsu kare ni moraimashita mite kasai sengetsu kare ni moraimashita mọi người hãy nhìn vào đây ờ à, làm sao nhỉ tháng trước thì tôi đã nhận nhẫn từ anh ý đấy đúng không ạ cái con shimacho cái với anh đi yes nói ngay em đồng ý đúng không tiếp nào 私たち、おろくに、結婚します。二人で、決めました。た人で、決めました。おろくに、えー、結婚する予定です。結婚は、おろくの予定です。おお、さあね。私たち、おろくがちに、結婚します。二人で、決めま,したたします。ましたたちゅんといていら、しゃけとんのたんさお。 Và hai người chúng tôi đã quyết định rồi. Từ đó thì là chúng ta sẽ có câu nói là Rokugatsuni ni con suru yote desu. Thì làm sao để chúng tôi dự định chúng tôi nhé, dự định sẽ kết hôn vào tháng 6. Và lễ kết hôn ấy, thì theo dự định ấy, thì nó sẽ diễn ra vào tháng 6. Vậy thì các bạn đã hiểu rằng là cái yêu này này nó phải là từ một tập thể quyết định nó không phải là từ bản thân người nói quyết định. Được chưa? yếu tố motivation và chumori ấy nó là dự định của riêng bản thân người nói còn cái yô tê nhá nó là một cái một cái sự kiện được chọn một cái kế hoạch được diễn ra mà người nói không phải là người quyết định mà người ta là bị áp đặt người ta bị quyết định bị một tập thể người ta quyết định cho Nên, ở đây nếu mà nếu mà có một ông chồng về người ta về nhà đúng không ông chồng đi nói với cả vợ là á eh watashi wa e, America eh suit chosuru desu anh dự định là sẽ đi công tác ở uh, anh dự định sẽ đi công tác ở mỹ nếu mà ông chồng ấy nói là switch cho cho mori thì có nghĩa là tự anh ấy có quyền quyết định tự anh ấy có quyền thay đổi nó còn nếu mà ông chồng ấy nói là watashwa america cho cho để sự anh có cái kế hoạch đã sẽ đi uh, sẽ, 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 sẽ đi công tác ở mỹ nếu mà anh ấy nói cho t với cả vợ ấy thì vợ sẽ hiểu à công ty là đã lên lịch cho anh ấy rồi và anh ấy chỉ có người làm theo thôi mình không thể thay đổi được còn nếu anh ấy nói Timori ok, mình sẽ bắt anh ấy về ở nhà mình. Biết đâu anh ấy đi bộ với bồ nhí thì sao đúng không? Đúng không ạ? Rồi và từ đây chúng ta sẽ có bảng hiệu game. Với cái hiệu thì khá là đơn giản, nhưng mà chúng ta cần phải để ý này. Nếu mà nếu như mà đi nếu mà cái mẫu độ omote mắt sự thì nó chỉ đi được với cả thế ý chí, được chưa? Còn nếu mà Timori thì nó chỉ áp dụng cho thể lượng thế nai. Còn với cái hiệu thì nó chỉ áp dụng cho Ờ uh, gì đây? Cái sư trúc và gắt gatsu tức là nó chỉ áp dụng được cho thể rự và danh từ thêm nô, để chưa ạ? Cái sư trúc t là sự làm sao nhỉ? Ờ ờ ờ dự định là sẽ kết hôn vào tháng 6 này. Lấy kết hôn này theo dự định thì nó sẽ diễn ra vào tháng 6 này, đúng không? Ờ uh, đi với cả yote thì là động từ chia thể rự này và danh từ thì thêm nô, no. để chưa và cái ý mi, cái nghĩa của nó là diễn tả sự việc mà người khác đã quyết định hoặc đã quyết định sau khi thảo luận với cả người khác rồi. Có nghĩa là nó không phải từ quyết định từ một phía chúng ta. Nó phải đến ít nhất là từ một tập thể quyết định cho bản thân mình. Dạ? Áp dụng cho động từ chưa thể nguyên dạng hoặc danh từ đuôi nộ hoặc danh từ nhưng mà danh từ này phải có nô chưa? Dạ? động từ từ nguyên dạng chính là thể rự ấy thể từ điển ấy dự định hoặc kế hoạch làm điều gì đó hay nhớ điểm khác nhau của nó với cả ôm mô tố một tê sự và Chimori nhá thứ nhất tố một tê sự và Chimori thì đấy là dự định bản thân người ta có quyền thay đổi nó được chưa người ta lập lên nó người ta thay đổi nó còn yô tê nó là cái kế hoạch của một tập thể áp đặt cho bản thân mình rồi và chúng ta không thể thay đổi được chưa và đấy đấy không phải là một đấy không phải dự định của riêng bản thân chúng ta nó phải đến từ một tập thể đấy có hiểu rất là đơn giản các bạn có thể hiểu được chưa ok đến triệu luyện tập xem nếu các bạn đã hiểu rồi cũng rất đơn giản thôi suito shimasu Hatarakimasu masu này Tsukimasu này đây là kyuuke shimasu này tenran kai và đây là hajimari masu thổ ờ, ok xin dây làm cho các bạn một ví dụ nhé Tokyo kiệu ấy cho gì đây suito sio tomatemasu suito suru yo suru chimori và suy gì đây sư đội yếu tê để sự Tokyo ấy suy cho sư đội tê để sự tôi dự định là sẽ đi công tác ở Tokyo đặc biệt nhé các bạn để ý cái cái từ suy cho này thì nó hay đi bằng suy cho nôi no hoặc suy cho sư đội tê chưa ok và từ đó thì hãy làm cho xem những cái phần này nhá ipun các bạn sẽ có một phút để chưa và đây là một mẫu pháp bổ sung mẫu pháp này khá là hay thì nhìn đây là ở ờ, mẫu pháp thứ tư của bài số 30 trong trong ngày hôm nay. À xin lỗi bài số 31, nhập không phải bài 30. <laughs> Ê, Mada. sẽ đi với cả động từ chia thể T đi với cả imasen. Mà động từ thể T imasen. Nó nghĩa là gì nhỉ? Ờ, cái này thì lúc nãy xin ra con đã qua rồi. Mada động từ chia thể T đi với cả imasen. Nó lại một nghĩa khác. Còn Mada đi với cả động từ chia thể T đi với cả imasen nó lại một nghĩa khác. Được chưa ạ? Ờ, nhìn đây nào. Là... Eo mi nào? À, lại tiếp tục là anh này Yamada mo yubiwa o moraimashita ka? Mo yubiwa o Các bạn học phải mo rồi. Mo master tức là đã tự đã làm điều điều, điều gì đó đúng không? À, làm sao nhỉ? Anh đã nhận được nhẫn chưa? Đúng không? Anh đã nhận nhẫn chưa? Và anh này trả lời như thế nào? ý MATA desu. Ie, MATA desu. Đây là một cái rất là quen thuộc các bạn học năm rồi đúng không? Hỏi về mày đã bạn đã làm điều gì cho chưa? Và nếu mà chưa thì các bạn nói là ý ấy, mà đúng không? Chưa, tôi vẫn chưa đúng không? Yubiwa à, yubiwa wa mada moratte masen. Yubiwa wa mada moratte masen. Tức là tôi vẫn chưa nhận được nhẫn. Nhưng mà trước đây các bạn học với mada đi với cả nai bình thường đúng không? mada masen. Nhưng ở đây nó khác một chút mada te masen. Khác một chút. Đúng không ạ? ở đây nếu bạn nào tình ý các bạn có thể nhận ra được nếu chưa nhận ra được thì nhìn tiếp hình ảnh tiếp theo là tiếp tục e suzuki san wa senshu yamada san ni okane kane o karimasta e suzuki san mo yamada san ni okane kane o nan nani kaeshimasta ka ie mada kaeshite masen asta nani えー、買いそうと思っています。うん、何やすきさんも山田さんにお金を貸し,しましたかい,いえ、まだ返してません。明日、返いそうと思っています。何、ってます何、ね、何、か何、何、何、かか、何、何、ませんか、か、ま、何、何、何、か何、何、何、か何、か、何、何、か、何、何、何、 nếu như mà anh này nói là ma là cái shimasen thì anh chỉ anh này chỉ hàm ý của anh này anh chỉ nói đơn giản rằng là má, tôi vẫn chưa trả tiền còn nếu mà anh này nói là ma là cái sen thì các bạn hãy hiểu rằng là anh này anh đã có ý định trả tiền rồi tuy nhiên là anh này chưa thực hiện thôi nghĩa là anh này vẫn là đang trên đường để thực hiện nó tuy nhiên anh chưa bắt đầu có vấn đề là đó đây này anh xưa này uh, anh đã trả tiền cho chị yamada chưa chưa tôi vẫn chưa trả tôi định là ngày mai tôi sẽ trả tiền tức là anh này anh đã có ý định rồi tuy nhiên anh chưa bắt đầu cái việc này thôi và đó là ý nghĩa của temasen hiểu gen nào Ờ, ý là -e madar temasen động từ Mada đi với cả temasen là vẫn chưa làm điều gì đó tuy nhiên nó khác với cả hai một chút mình nói lại nếu mà Mada cái -ma sen thì có nghĩa là anh này chỉ nói đơn thuần là tôi vẫn chưa trả tiền còn nếu mà anh này anh nói là tê cái sen thì người nghe người ta sẽ hiểu rằng là à anh này anh có ý định anh trả tiền rồi tuy nhiên anh chưa bắt đầu hơi lươn lẹo đúng không <laughs> chưa thế thôi nhưng mà cứ nghĩa nó như thế nhá được chưa vậy thì các bạn đã có thể hiểu về nó rồi được chưa dạ. diễn, diễn tả một việc gì đó chưa phát sinh được chưa dạ. vẫn chưa làm điều gì đó ở à đây nó là động từ chia thể tê ima sen nhé không phải tê sự đâu xin lỗi được chưa dạ. và cái bảng yêu chi tiết của nó này ý mát là Ờ, Ma là thì các bạn biết rồi đúng không? Ma là thì sẽ, chắc chắn nó sẽ đi với cả uh, thể phủ định đúng không? Ma là, Ma sen. À, Ma là đi được với cả thể khẳng định. Tuy nhiên cái này các bạn vẫn chưa được học đúng không? Nếu người làm một chút thì mình có thể nói luôn. Ma là cả Ste sen. Tôi vẫn chưa trả. Tôi vẫn chưa trả lại. Thì nó khác một chút đúng không? Ma là cá Có nghĩa là vẫn chưa là. Nếu mà anh này nói là Ma là cá thì là tôi vẫn chưa trả. Còn nếu mà anh này nói là ba là cả thì là tôi có ý định trả rồi nhưng mà tôi vẫn chưa làm điều gì đó, tôi vẫn chưa làm điều đó thôi. Tức là tôi đang trên đường để thì, thì cái, cái điều đó nhưng tôi, tôi chưa bắt đầu. Được chưa? Tôi có cái ý rồi thì đó chính là nghĩa của nó. Còn, diễn tả một việc gì đó chưa phát sinh. Động từ thể tê ma sen. ma nhé. Còn nếu mà tê y sự ấy, ba đi với cả tê masu", nó cũng đi được. Nhưng mà và nghĩa nó hoàn toàn ngược lại. Vẫn chưa làm một điều gì đó. Được chưa? Ở đây mình có thể giới thiệu luôn. Mada, Temasen vẫn chưa làm điều gì đó. Còn Mada đi với cả Temasu. Mada bên cho Temasu. Tôi vẫn đang học tiếng Nhật. Tức là vẫn đang làm điều gì đó. Vẫn đang trong cái quá trình thực hiện nó. Được chưa? Warimasta. Go mite arigatou gozaimasu. Rồi rất cảm ơn các bạn và các bạn đã xem video của mình nhá. Và bài số 32 đã kết thúc ở đây. Được chưa? Bài này thì nó không khó. Đúng không? nhưng mà hơi dài và để không quên ấy, các bạn đừng quên chia sẻ video về tường để xem lại khi cần nhé và để thực hiện được cho các bạn một clip dạy như này, thật sự nó phải rất là mất công và nếu như các bạn cảm thấy yêu quý sensei thì các bạn hãy uh, ấn đăng ký theo dõi và hãy like, chia sẻ cái video cho sensei nhé và đặc biệt đó là các bạn muốn học online thì các bạn hãy đăng ký học tiếng Nhật online từ L5 tới L2 để ạ, đảm bảo các bạn sẽ hài lòng. Me sảng ở theo